chạy xe máy trên 50cc đi học, nhóm học sinh bị phạt thục xì dầu đến nhớ đời. Một đoạn clip vừa mới được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh các chú cảnh sát giao thông phạt một nhóm học sinh vi phạm luật giao thông thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo người quay clip chia sẻ, nhóm học sinh này đứa thì không đội mũ bảo hiểm, đứa thì đội mũ nhưng lại không cài quai nón. Học sinh dưới 18 tuổi mà lại chạy xe máy hơn 50cc, đáp vậy còn không mang theo giấy tờ. Người lớn thì làm việc lớn, còn trẻ nhỏ thì làm việc nhỏ vậy. Phạt hành chính thì các em có tiền đâu mà đóng phạt, thôi thì phạt bằng thể chất tinh thần luôn. Các chú báo con này đã bị các chú cảnh sát giao thông phạt thục xì dầu rung hết hai cái cặp đùi. Đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng, ai nấy đều cảm thấy thú vị vì cách xử phạt của các chú cảnh sát giao thông. Ai nghĩ ra trò này ok đấy, học sinh thì làm gì có tiền mà nộp phạt. Ý tưởng này hay, cần phát huy ra các tỉnh. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Phạt thế này thì chưa đủ răn đe đâu, phải cho cái đội này cọ rửa nhà vệ sinh công cộng một tuần thì nó mới sợ. Các bạn thấy sao về tình huống này? Hãy để lại comment của mình ở phần bình luận bên dưới nhé.